À, đây là hai cây nấm mối to, bốn trái luôn, bốn cây ha. Nấm mối này tại chùa Lâm Pháp, sáng nay đi vườn. Nấm này là làm ăn được một bữa rồi. Đâu 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 bốn cái đây, cái này đang nhú này, này hái luôn không? Có thì hái luôn đấy, cái này này con mối đoạn rồi nè. Đấy, quên lấy mẹ cái nhổ rựa cái đi, gì đấy, quên nhổ đi, lấy cái rựa rựa đi để đào cái dài dài mắm này. Nhổ luôn đi này, bắt đầu mưa dầm cái là nó đào nó nở lên cả đống này, mấy cái luôn này, này. To thế, có thấy nấm nào to như vậy không? Qua lấy thì đẹp. Hôm qua đi không thấy. Rồi một cái. Mày đừng Đức kêu ơi. Nhiều. Mày đừng kêu nhiều. Ba đây cái này nè. Hết rồi. Có một cái nữa đây này. Đây có một cái nữa. Đào luôn. Sao vậy?